Trời ơi, sao mà dễ thương dữ vậy trời. Chút xíu à. Chưa thấy mà ca sĩ nào lên sân khấu dễ thương vậy. Kéo thử coi con người hay là búp bê. Búp bê. Anh lên là anh chưa rút kinh nghiệm lần trước hả? Thôi khen không à. Anh đang làm hành động gì đó? Anh làm cho em nó nhột tí em nhảy không được là anh lúc đó anh đừng có nói sao nha. Trời, cái mặt nó dễ thương sao mà dễ thương nội ơi. Nhìn muốn hung cái trâu chuông ra. Con hát không múa? Dạ, múa thì đưa chú đi rồi. Tự nhiên người ta múa, đưa micro cầm cây con chế. Nó hiểu nổi luôn á. Đâu đi đâu? Đi vô luôn rồi. Ủa đâu vậy? Ủa chạy sao rồi? Mà hay quá vậy. Tôi nói thiệt á, tôi tức cái vụ mà 2% mày lắm nè. Mấy con cũng vậy đi. Ai mà bấm 2% mày chắc ngủ quên à. Bấm lộn. Bấm lộn hả? Trời đất ơi. Trời ơi, coi hay quá, bấm lộn luôn hả? Hay quá con ơi, trời ơi trời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy 9, 10, 18% á. Vừa rồi á, khi mà tiết mục chưa có cái gì hết, xuất hiện mấy bạn nhỏ nữa trên màn ảnh thôi, thì Khương Ngọc nói với lại Minh Nhí là không, để em nói. Em nói. Người ta đang nói mà. Khương Ngọc nói là không có thích khuyến khích mấy bạn nhỏ đi thi. Vậy mấy bạn nhỏ là để đi học, để vui chơi. Có nghĩa là mình nghĩ chắc rồi, xong Khương Ngọc là chắc là sẽ chấm thấp đây. Nhưng mà chưa gì là đã thấy khen rồi. Không, sẵn em Minh Nhí nói đây thì cho chú hỏi là mấy bé là sinh hoạt hàng tuần hay là sao? Dạ, các bạn sinh hoạt thứ 2, thứ 4, thứ 6. Thứ 2, thứ 4, tuần 3 buổi. Thứ 2, thứ 6, thứ 7, chủ nhật hả? Một tuần 5 buổi, một buổi mấy tiếng? 2 tiếng. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Đang học lớp mấy? Dạ 9 tuổi. Đây chị này sao 9 tuổi, chị này sao 9 tuổi? Không, lớn nhất mấy tuổi? Con mấy tuổi? Cô chú con 5 tuổi. Trời ơi. Con Minh Nhí á. 5 tuổi thì mình nhỏ xíu vậy mà. Búp bê bằng bông. Siêu quậy nên Minh Nhí lên sân khấu bị bạn diễn chọc còn bị xì. Còn nãy giờ đố luôn, đang đảo 50 người kia luôn. Nãy đúng giờ mặt đơ, không có cảm xúc gì luôn. Không có cảm xúc. Đây ta gọi là bản lĩnh nè. Không lét, không nhột luôn. Thoát lét. Thôi giật cái trời đứt. Ơi. Không ra. Không cười luôn, không cười. Một lần nữa chúc mừng các con. Bây giờ các con sẽ xem điểm của ban giám khảo chuyên môn. Đây, quay nhìn xem. Phương Thanh 10 điểm,
Minh Nhí 10 điểm. Cát Tường 9,5. Lê Hoàng 10. Phương Ngọc 9,5. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời giám khảo tôi thấy Lê Hoàng cho 10. Lê Hoàng có tiến bộ. Anh có tiến bộ trong phần làm giám khảo. Tổng số điểm dành cho các bạn nhỏ là 49. Chúc mừng. Cảm ơn các con. Xin chào. Trời ơi, chào cũng dễ thương nữa. Quá hay, quá ấn tượng. Em hỏi anh Linh, anh có đồng ý với quan điểm của em không? Em rất là thích tài năng của các em, những cái điều các em làm rất là giỏi. Nhưng mà em đang băn khoăn một cái điều là cái chuyện này có làm cho các em ảnh hưởng tới việc học không? Tôi nghĩ rằng không có việc học, không có ảnh hưởng gì cả. Bây giờ các bạn chưa cảm nhận về cái sự nổi tiếng gì đâu. Các bạn chỉ cố gắng tập luyện. Cái nhất là giữ gìn sức khỏe, giữ eo chút xíu. Cái thứ hai là phát triển về mặt thể hình cũng như là nghệ thuật. Đâu có vấn đề đâu. Vấn đề chúng ta đừng làm cho trẻ con biết rằng trẻ con đang nổi tiếng. Vấn đề đó là thuộc về cha mẹ. Ngày xưa tôi cũng nghĩ như vậy, nghĩa là cứ học ở trường mới là học. Thật ra thì học ở đâu cũng là học. Tôi nghĩ là ngay cả những tiết mục múa này thì cũng là một cách thôi. Không sợ cái chuyện là múa giỏi thì lại là kém chữ đi đâu. Tất cả chúng ta đã thấy được khả năng của các bạn nhỏ. Và số điểm cũng rất cao thưa quý vị. Còn bây giờ